Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thiên Hà xin gửi đến quý vị bài thời sự có tựa đề Người Việt ở châu Âu đùm bọc đồng hương từ Ukraine đi lánh nạn của đài RFA, đăng tải vào ngày 3 tháng 3, 2022. Mời quý vị cùng theo dõi. Người Việt ở châu Âu đùm bọc đồng hương từ Ukraine đi lánh nạn. Ukraine là quốc gia có đông người Việt sinh sống, cũng giống như người bản địa, chiến tranh đã khiến cuộc sống của cộng đồng người Việt ở đây rơi vào cảnh hiểm nguy. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 tới nay, đã có hơn 1 triệu người từ Ukraine đã đi lánh nạn ở các nước châu Âu lân cận. Trong số này có không ít người là người Việt Nam. Ngay từ khi tin tức về dòng người tị nạn từ Ukraine đổ về các cửa khẩu biên giới để tìm cách thoát khỏi chiến tranh, người Việt ở các nước lân cận như Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc đã lập tức kêu gọi hỗ trợ. Mạng xã hội Facebook cũng đã được sử dụng để làm nơi thông báo về các hoạt động hỗ trợ người Việt ở các nước khác nhau, giúp người lánh nạn có thể tìm đến và nhận sự giúp đỡ từ cung cấp nhu yếu phẩm tại cửa khẩu, hướng dẫn thông tin, quyên góp tài chính, huy động phương tiện để đón người tị nạn, đến cung cấp chỗ ở và nuôi ăn. Tất cả đều được cộng đồng người Việt ở các nước tại khu vực chung tay thực hiện. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Phan Châu Thành, một doanh nhân người Việt tại Ba Lan, nói về sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt tại đây trước việc hỗ trợ người tị nạn đến từ Ukraine. Cộng đồng người Việt bây giờ thì mỗi người một chân một tay, ai làm được gì thì làm, ai có nhà thì cho ở, ai có xe đón thì họ đi đón. Nói chung là hầu như toàn bộ cộng đồng là tham gia vào cái vấn đề này. Cộng đồng Ba Lan bây giờ có khoảng độ 25.000 người, thì trong đó có khoảng độ 7-8.000 người tham gia vào chiến dịch này. Bản thân ông Thành cũng đang điều hành hoạt động cứu tế cho người tị nạn tại một cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Ở Romania, một nước có đường biên giới chung với Ukraine, cộng đồng người Việt tại đây cũng tham gia vào nỗ lực cứu trợ cho đồng bào của mình tới từ Ukraine. Chị Hải, một người Việt sống tại thủ đô Bucharest, cho RFA biết, hoạt động cứu trợ tại đây, thực ra thì nếu mà người Việt ở Ukraine hoặc dân Ukraine mà sang đến cái nước như bên mình, thì mọi người, không chỉ riêng người Việt mà tất cả người dân ở Romania, họ đều hỗ trợ giúp đỡ. Mọi người liên hệ với bất kỳ ai thuộc cộng đồng người Việt tại Romania thì họ sẽ hỗ trợ hết sức. Mọi người sang đây, nếu như những ai mà có nhu cầu phải ở lại đây khoảng vài ba ngày, thì cộng đồng người Việt ở đây sẽ hỗ trợ tìm nhà thuê, hoặc có thể là cho ở nhờ nhà người ta trong cái lúc khó khăn. Hiện tại người ta sang đây quá đông thì không còn chỗ ở, thì sẽ thuê khách sạn hoặc thuê nhà với giá rẻ để cho cộng đồng ở bên Ukraine sang để lánh nạn. Không chỉ cộng đồng người Việt ở các nước có chung đường biên giới với Ukraine mới tham gia vào nỗ lực cứu trợ đồng hương, ngay cả người Việt ở những nước cách xa Ukraine cũng chung tay dưới nhiều hình thức. Chị Julie Phan, một người Việt ở Cộng hòa Séc, đã đăng thông báo trên Facebook cho người Việt nào tới từ Ukraine cần chỗ ở thì có thể tới nhà của chị, trao đổi với phóng viên của Đài Á Châu Tự Do. Chị cho biết động cơ thúc đẩy mình tham gia vào việc cứu trợ đồng bào. Thực ra thì tôi cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Tôi chỉ thấy là khi chiến tranh nổ ra thì người dân rất là khổ. Những em bé ở trong hầm rất là thương tâm, xem mà chảy nước mắt. Vì tôi nghĩ rằng là mình đang hòa bình, nhưng mà bé đấy chịu khổ dưới hầm này, nhiều người chết này, cảnh gia đình ly tán thì tôi rất là thương, và cảnh đói nữa. Chứng kiến những cái cảnh đó là người Ukraine và người Việt Nam mình xếp hàng ở biên giới Ba Lan dài đến 30 km để được đóng cái dấu để chạy sang Ba Lan để an toàn. Trời thì lạnh âm độ, đứng rét run cầm cập. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng rất là tội, thì chúng tôi kêu gọi để ủng hộ gửi cho những người đó thôi. Chị Julie cũng cho biết cộng đồng người Việt ở Séc đang làm việc rất tích cực để gửi hàng cứu trợ đến cho người tị nạn. Chứng kiến sự hưởng ứng và chung tay của cộng đồng người Việt ở khắp châu Âu và nỗ lực cứu trợ đồng bào, ông Phan Châu Thành cho biết cảm thấy rất xúc động và biết ơn tấm lòng của cộng đồng người Việt xa xứ. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến trưa ngày 3 tháng 3, hầu hết công dân Việt Nam ra khỏi Kiev, Odessa và hàng trăm người ở Kharkiv cũng đã được sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Khoảng 400 người đã tới Moldova và hiện đang trên đường sang Romania. 140 người từ Ukraine sang Ba Lan và hiện đang ở Warsaw. 70 người đã sang được Romania, 33 người đã sang được Slovakia và 30 người đã tới Hungary. Con số người Việt tại Ukraine trước chiến tranh sau thống kê của Bộ Ngoại giao Việt Nam là khoảng 7.000 người.